Sáng ngày 29 tháng 1, tại sân trường Trung học phổ thông Tuyên Hóa, Ban Thường vụ Huyện đoàn Tuyên Hóa tổ chức chương trình rửa xe cây quỹ nhằm giúp đỡ hỗ trợ bà con nhân dân và thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp đón Tết Nguyên đán nhâm dần năm 2022. Tham dự có đồng chí Bùi Thanh Chuyên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Hồ Vũ Thường, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Chương trình rửa xe cây quỹ do Ban Thường vụ Huyện đoàn Tuyên Hóa phát động được tổ chức trong hai ngày 29 và 30 tháng 1 tức ngày 27 và 28 tháng 12 âm lịch với sự tham gia của đông đảo đoàn viên thanh niên học sinh, chương trình đã tạo được sức lan tỏa và thu hút sự quan tâm ủng hộ trong cộng đồng. Đây là hoạt động có ý nghĩa